À, có một con đoạn mà chư tổ sư nói rằng à, bạn ở trong một căn nhà nho nhỏ nhưng nếu căn nhà đó mà mỗi ngày niệm phật lễ phật thì căn nhà đó gọi là hương thơm trang nghiêm ừ. nghĩa là trong căn nhà đó mà niệm phật là hương thơm trang nghiêm và mà có một công đoạn tổ sư cũng nói rằng là à, phước báo thế gian không có cái phước nào lớn bằng khuyên người niệm phật công đức sức thế gian không công đức nào bằng cầu sanh cực lạc nên mỗi ngày chúng ta bao quanh cái những điều này thôi nghĩa là tự mình niệm phật đủ duyên khuyên người niệm Phật Tự độ độ người Và thêm câu tổ sư nói rằng là Tất cả cái thiện cái ác trong cuộc đời Chỉ cần đời này bạn niệm Phật sanh cực lạc thì tất cả cái thiện ác đó bạn đều độ được họ hết Có nghĩa là bạn chạy theo để giải quyết vấn đề Thiện ác trong cuộc đời Không giải quyết được Nhưng nếu bạn quyết chí đời này phải sanh cực lạc thì cái thiện ác đó bạn giải quyết được đây là cái rất quan trọng quý vị cực kỳ quan trọng luôn. nên chúng ta phải gây dựng cái tâm cầu sanh cực lạc cho cực kỳ mạnh nên mỗi ngày thời gian tu của mình 40 phút lễ phật 40 phút lễ phật nhưng nhắc nhở mình đời này mình phải sanh thế giới cực lạc rồi ngày nào những đức với quý vị cũng nhắc nhau là không được buồn giận người để trong tâm. Mà khi mình không buồn giận người để trong tâm mình thích lắm. Mình thoải mái dữ lắm. À. Giống như cái tên Nguyễn Phương vui vẻ đó. Đừng buồn giận người để trong tâm thì mình mình sẽ thường vui vẻ và thích dữ lắm quý vị. Nhớ. À. Mà mình không buồn giận người để trong tâm Mình cũng tránh đi cái bị già nữa Thật sự mà nói thì Người phụ nữ nào cũng thích mình Trẻ lâu Chậm già Mà thường mình làm cái việc Mà mình bị Bị già mau đi quý vị Là ngay chỗ bù dặn Và cái mặt nhăn nhăn quý vị Mặt nhăn nhăn như khỉ ăn ớt Đúng không Nó khen tới thì cười Mà cái gì mà nói đến chạm tự ái Cái là buồn à Ghê lắm những đức thì ưa nói chuyện vui vui cái khi bị bị có nghĩa là nghĩ tưởng đau thăng lắm mấy vị nói cái gì ấy cái bị buồn mà mà người phụ nữ khi họ buồn rồi là họ hận buồn hẳn hiểu chưa buồn thì nhẹ mà hận thì nặng <laughs> họ buồn rồi họ hẳn họ hận xong họ để đó họ để đó họ chờ cơ hội chờ cơ hội mới xử lý mình <laughs> nên từ nó đó ghê quá vị ơi nên bây giờ chúng ta phải quyết tâm sanh cực lạc thì mình buông cái buồn hận xuống buông cái buồn buông cái hạng xúc à, bữa nay à, thấy thầy những ăn nghĩa thầy ngôn về quê đang tu đó, chứ đang lễ vật à, nên à, thấy đang lễ vật đó à, nên à, từ nơi đó mà quý vị biết rằng là cái pháp môn tịnh độ bây giờ nó đang lan tỏa gia đình cư sĩ khi những đức đi ra ngoài thì pháp môn tịnh độ này bắt đầu nó lan tỏa ra gia đình cư sĩ giống như mấy chục ngàn người mà đã từng biết những đức nó 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 nó, nó, nó bung ra khắp nơi nơi luôn quý vị Để nó đi từng gia đình gia đình gia đình mà điều này là đặc biệt tốt đó quý vị không phải phải xấu đâu à, Vì hồi đó tới giờ những đức thường nói rằng là Đạo tràng gia đình đã, Tỉnh độ gia đình là điều tuyệt vời nhất Tỉnh độ gia đình là tuyệt vời nhất Tại vì sao? Vì tỉnh độ gia đình quý vị sẽ quyết định Tỉnh độ gia đình quý vị sẽ quyết định Mình đi đến một tổ chức nào Có khi nay gì mang khác Nhưng mà tại nhà mình mình quyết định luôn Vì nhà mình nó chỉ có một hai người mình quyết định Hoặc một mình 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 quyết định luôn quý vị nên cả đời mình duy trì niệm Phật như vậy Nhớ kỹ nghe Phước báo thế gian không phước báo nào bằng khuyên người niệm Phật Mình niệm Phật khuyên người niệm Phật Công đức sức thế gian không công đức nào bằng cầu sanh cực lạc Hai điều này mình đã quyết chí rồi Thì cái chuyện buồn giận người để trong tâm Xóa sổ liền Nhưng Đức bây giờ bắt tay vào cái việc là Nhưng Đức không bao giờ buồn giận hẳn chắc ai để trong tâm Nha. Vì nhớ nghe Làm được cái điều này vì sẽ sung sướng lắm á Tại vì con người có thể cho mình cái 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 niềm vui thì con người ta cũng sẽ lấy lại cái niềm vui đó. Không lẽ hôm nay người ta cho mình niềm vui rồi mình dính vào đó mà ngày mai mốt người ta lấy lại mình đau khổ sao? Nên người ta có quyền cho mình và người ta cũng có quyền lấy lại. Trong cuộc đời này mình nhìn thấy rõ ràng lắm mà. Cái chuyện vợ chồng hay việc tình bạn, tình cảm gì cũng vậy. Người ta có lúc rất nhiệt tình cho mình đó là nhăn. Nhưng một ngày nào người ta cũng sẽ lấy lại đó quý vị à. Nên bản thân mình phải luôn luôn á, duy trì được chính mình thì mình sống tuyệt vời lắm còn nếu không khi ta lấy lại mình đau khổ dữ lắm luôn á chứ không phải giản đâu đó, nên mỗi người mình mỗi ngày hỏi lại mình coi bây giờ mình còn buồn dặn ai để trong tâm không những cụ già lớn lớn tuổi á, hỏi là các cụ coi bây giờ mà ai đà đến rước các cụ các cụ còn chừng, chừng chờ gì hay còn nói còn việc gì nữa hay không hỏi mình gì đó Nghĩa là người lớn tuổi hay người trẻ gì gì Bây giờ phải ai đã đến tiếp dẫn mình Mình coi mình còn cái gì lưu liếng mà chưa buông được không đó. Nếu Nếu a ai đã ngày đến mà mình nói rằng mình còn cái gì đó Làm chưa xong thì ngày đi mất tiêu Nên chúng ta nhớ kỹ điều này Là bất cứ lúc nào phải ai đã đến Là chúng ta đi theo ngày liền Đi theo ngày liền Không có nói dòng do rằng là con còn việc gì Chưa giải quyết xong Mà mình phải đi theo ngày liền Nhớ nghe quý vị, phải nhắc nhở mình suốt như vậy đó. Nó nên mình mỗi ngày niệm Phật là phải lọc cái tâm buồn giận hận trách người ta để trong tâm ra. Thế vì hỏi những đức vị thầy còn giận hờn ai không, còn buồn ai không? Không. Không có buồn giận một chút nào ai hết. Và những đức muốn rằng tất cả những người mà không thích mình, những đức mong rằng mình với họ dù cỡ nào cũng là bạn trong cuộc đời này. Để niệm Phật cầu sanh cực lạc muốn như vậy thôi có nghĩa là mình là giải cái tâm mình xong rồi đó quý vị nghĩa là mình không có buồn trách bất cứ một người nào dù làm gì hay đối xử gì với mình à, mình không bao giờ buồn trách họ một chút nào vì sao vì mình muốn sanh cực lạc mình muốn sanh cực lạc nó có những câu lên tu mà những đức thấy có, có những câu giống như là có tật hay sao Những đức nay mình như vậy mà phước báo mình còn hơn nhiều người khỏe mạnh vì sao vì biết niệm phật nên không có buồn nên tất cả những người Dù bệnh đau tật nguyền gì Mà viết niệm Phật là thấy mình không có thiệt thòi Vì sao? Vì tương lai mình sanh cực lạc Mình không có còn tật nguyền gì hết Quý vị phải nhớ rằng Cái khổ đau con người là từ nơi cái tâm niệm mà ra Từ nơi cái tâm niệm mà ra Nếu xóa đi cái tâm niệm buồn trách Xóa đi cái tâm niệm thấy bản thân mình thiệt thòi Thì bản thân mình nhất định sẽ sống vui vẻ và an lạc Nhớ Cái tội lỗi lớn nhất của con người ta là thường Thấy bản thân mình tại sao thiệt thòi Và hờn trách số phận Hờn trách ông chờ Hờn trách Phật Bồ Tát Những cái tâm này là những cái tâm tạo nghiệp chướng đó quý vị. À. Tại mình đã gieo nhăn mà bây giờ mình 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 nói tại sao mình làm thiện, mình hiền mà tại sao mình lại bị bị nghiệp chướng như vậy. Rồi mình đi trách ông chờ, ông chờ không có mắt sao? Trách Phật Bồ Tát, Bồ Phật Bồ Tát không thương con sao? Những điều buồn trách là những điều mà tạo nghiệp chướng thêm nên bản thân mình phải nhận thức được điều này nên phải tin nhân quả khi có người đã tin nhân quả rồi thì hoàn toàn bất cứ một cái gì chúng ta gặp sự cố trở ngại cũng đều giải mã hết giải mã hết. vì biết trong cái cuộc đời này nó sẽ bắt chợt đến chúng ta những việc mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được nên dù việc gì có đến với mình bản thân chúng ta cũng nắm chắc câu Phật hiểu nên những đức từng nói một câu rằng trong cuộc đời chúng ta có thể mất tất cả những việc chúng ta đã tạo ra ở thế gian này từ tình cảm cho tới vật chất. Nhưng có một điều mà chúng ta luôn luôn gìn giữ mà mình quyết định gìn giữ. Đó là gì? Đó là niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nhớ Phật niệm Phật là một việc tuyệt đối chúng ta không bỏ. Vì nếu như chúng ta bỏ cái Phật hiệu này thì hoàn toàn không còn những gì, gì là thật trong cuộc đời này hết. Chỉ có niệm Phật sanh cực lạc mới là thật. 100%. Vì cái con đường này là cuối cùng chính bản thân mình phải đi. Không ai đi thay giùm mình Thì phải nhớ kỹ nghe Đến lúc chúng ta già bệnh và chúng ta khi cận tử nghiệp gần chết Đây là cái mà chính bản thân mình phải quyết định Nên hàng ngày dù sống trong cái Cái cuộc sống gia đình Thương yêu, quý mến hay Hay là thuận nghịch gì Nhưng chúng ta phải nhắc mình Là việc này chỉ là việc duyên hợp duyên tan Như bèo nước gặp nhau Bèo hợp bèo tan Chỉ có cái việc niệm Phật Là cái mà hành trang đặc biệt nhất Để chúng ta đi về thế giới cực lạc chỉ có cái này mới là hành trang của mình đi với mình nè quý vị chỉ có niệm phật mới là hành trang của mình đi với mình còn tất cả những gì khác nó chỉ là duyên hợp duyên tan từ vợ chồng hay con cái nó đều là duyên hợp duyên tan bữa nay đứa con nhỏ nó ở bên cạnh mình vì nó chưa có một gia đình nếu như một ngày nào nó có gia đình nó sẽ lo cho gia đình nó nó cũng sẽ xa mình cũng như năm xưa mình còn nhỏ mình ở bên cạnh cha mẹ mình nhưng đến một ngày nào mình có gia đình thì mình sẽ xa cha mẹ mình thì sau này con mình cũng như vậy Đến khi mình già rồi giữa mình với con mình sẽ xa nhau Con mình với mình tình cảm không còn như Lúc con mình còn nhỏ ở bên cạnh mình Đây là điều quý vị thấy Cái tình cảm thế gian càng ngày nó càng gian 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 rộng ra Nó gian 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 ra quý vị Hiểu không Nên cái mà hành trang đặc biệt nhất Là mình niệm Phật Và mình sống thiện sống tốt Và mình không buồn giận ai để trong tâm Đây là một hành trang tuyệt vời nhất Đi theo mình Đây là những điều chúng ta tu tập xong mình nhắc nhở nhau để mình siêng năng niệm Phật Đừng giải đại Ngoài thời công phu bấm số niệm Phật Đi đứng nằm ngồi niệm Phật Nhớ là niệm liên Như vừa nhắc gì bất cứ ai nghe Nghe nhắc gì là cái miệng niệm liên Là cái miệng ai với đà Phật ai, gì phật, ai gì phật. vừa nhắc cái là ai với đạo phật liền chứ không phải là đến chút niệm một chút là nó bị tâm cái tâm vọng tưởng nó kéo liền nghe. vừa nhắc gì là cái miệng niệm vừa nhắc cái là niệm được mấy câu rồi vừa đã ta, nhắc vậy đó mà cái miệng im gu ngộ ghê ta vừa nhắc là mình thấy chưa ta vừa nhắc vậy là bất cứ người nào nghe vào công đoạn này vừa nhắc cái là nói tiếp nói tiếp nói tiếp liền vì mình chờ một chút là mình mình mình, mình, mình bị mình vọng tâm nó kéo nó kéo liền mà mình không niệm nó nên niệm vật một câu phước sanh vô lượng mà Để vật lễ vật một lễ tội việc hà sát thì nghe là niệm liền vừa nghe niệm phật đi quý vị nó mình vừa tu xong mình ngồi nghe nói chuyện với cái miệng của mình cứ nhép môi vậy đó là lợi ích của cái niệm phật liền nó nó chữ vào tâm mình một câu ai với đạo phật này là nó là viên thuốc giải giải cái buồn dặn hẳn trách nên buổi sáng tích tụ nguồn năng lượng cực kỳ cao cả ngày xài cũng hết đó lúc nào cũng cười cái mặt cứ cười, cười cười, cười suốt vậy đó vì nói tìm nụ cười dễ lắm mà Người ta phải đi tìm rất nhiều cách Phải tốn bao nhiêu tiền mới có nụ cười Còn quý vị gặp những đức quý vị có bao giờ tốn tiền đâu Bởi vì đã có nụ cười Mà nụ cười sanh từ pháp vị Mà cái pháp vị này có thể đưa mình về thế giới cực lạc luôn Như vậy mà còn có khi còn hơn chết Có khi còn không vừa lòng không dĩ Bữa nay thương mai ghét nó ngộ ghê Thấy không Nó quý vị Thấy mà từ đó giờ bị gặp như Đức là lúc nào đa phần người Đức cũng cho vì cái bình yên và cho vì nụ cười là nhiều nhất. Đúng không? Thấy không? Đây là cái 100% Thôi chúng ta cố gắng niệm Phật nghe Để đời này chúng ta gì cực là gặp nhau quý vị Ai với Đạo Phật Ai di đà Phật Ai với Đạo Phật Chúc quý vị an lạc Ai di đà Phật